Thưa các thầy cô giáo, thưa các quý vị, tôi là Đinh Quang Ngọc, Tổng chủ biên sách giáo khoa giáo dục thể chất 5 thuộc Bộ sách Cánh Diều. Hôm nay tôi xin giới thiệu và trao đổi cùng với thầy cô, quý vị về những đặc điểm nổi bật của cuốn sách giáo khoa giáo dục chất 5. Như chúng ta biết, sách giáo khoa giáo dục chất 5 được biên soạn theo chương trình phổ thông mới năm 2018, được xuất bản để phục vụ hoạt động dạy và học ở cấp tiểu học. Sách có một số đặc điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, về cấu trúc đảm bảo tính khoa học, logic và rõ ràng. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở bám sát chương trình môn giáo dục chất 5, được cấu trúc thành 3 phần chính: phần kiến thức chung, phần vận động cơ bản và thể thao tự chọn. Trong đó, phần kiến thức chung giới thiệu chủ đề chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng trong tập luyện. Phần vận động cơ bản gồm 3 chủ đề: đội hình đội ngũ, bài tập thể dục với hoa, tư thế và kỹ năng vận động cơ bản. Phần thể thao tự chọn gồm 2 chủ đề theo 2 môn thể thao: bóng đá và bóng rổ. Trong phần vận động cơ bản và thể thao tự chọn, nội dung kiến thức được chia thành các chủ đề, các bài học theo từng chủ đề và được tính toán để kế thừa, tiếp nối kiến thức từ sách giáo khoa giáo dục chất 4, đồng thời đảm bảo tính phù hợp với lứa tuổi học sinh và quy định về thời lượng đối với chương trình môn giáo dục chất 5. Các bài học trong các chủ đề được cấu trúc bao gồm phần mục tiêu yêu cầu cần đạt, trình bày về mục tiêu yêu cầu cần đạt đối với học sinh sau khi hoàn thành nội dung của từng bài học. Phần mở đầu giới thiệu các nội dung khởi động và các trò chơi khởi động. Đây là những nội dung giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt cho cơ thể trước khi bước vào tiếp thu phần kiến thức mới và tham gia vào các hoạt động vận động ở những phần tiếp theo. Phần kiến thức mới sử dụng phối hợp kênh hình và kênh chữ để giới thiệu các nội dung kỹ thuật, động tác được đưa vào trong bài học. Phần luyện tập thì sử dụng hình ảnh để mô tả, giới thiệu các hình thức tập luyện, các bài tập và trò chơi vận động bổ trợ nâng cao hiệu quả tập luyện nội dung phần kiến thức mới hoặc phát triển các cái tố chất thể lực liên quan. Phần vận dụng giới thiệu các nội dung giúp cho học sinh vận dụng sáng tạo những kiến thức mới vào thực tiễn hoạt động tập luyện, thi đấu, vui chơi. Phần vận dụng được viết theo hướng gợi ý nội dung đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức của học sinh và định hướng cho học sinh cách thức ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. Đặc điểm nổi bật thứ hai, các cái chủ đề trong sách giáo dục chất 5 được biên soạn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Mỗi chủ đề được thiết kế nhằm trang bị cho học sinh một số kỹ năng, năng lực nhất định giúp học sinh phát triển một cách toàn diện, đáp ứng được mục tiêu yêu cầu chung của chương trình môn giáo dục chất. Trong đó thì phần kiến thức chung giúp học sinh biết thực hiện theo hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng trong tập luyện nhằm tăng khả năng vận động. Phần vận động cơ bản thì trang bị cho học sinh một số kiến thức và kỹ năng cơ bản, thực hiện được nội dung đội hình đội ngũ, các động tác bài tập thể dục với hoa, các cái tư thế kỹ năng vận động cơ bản, vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học, các cái hoạt động tập thể. Phần thể thao tự chọn thì giúp trang bị cho học sinh các cái động tác cơ bản của nội dung thể thao ưa thích, xử lý được một số tình huống trong tập luyện và thể hiện sự yêu thích và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Thứ ba là kiến thức trong các bài học được viết theo hướng giới thiệu, gợi mở nhằm phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo của cả giáo viên và học sinh. Cụ thể, các nội dung khởi động, các bài tập, tập luyện, trò chơi vận động ở phần mở đầu và phần luyện tập được giới thiệu thông qua kênh hình, các cái hình thức tổ chức tập luyện giúp giáo viên và học sinh dễ dàng hiểu được mục đích bài tập, trò chơi để từ đó sáng tạo, phát triển thành nhiều bài tập, trò chơi tương tự, làm cho giờ học đa dạng, sinh động và hấp dẫn, qua đó khuyến khích được học sinh tích cực, chủ động tham gia học tập và rèn luyện. Trong phần vận dụng, việc gợi mở định hướng nội dung đánh giá, khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của học sinh giúp giáo viên và học sinh linh hoạt hơn trong việc lựa chọn nội dung đánh giá học sinh và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đặc điểm nổi bật thứ tư, nội dung kiến thức thể hiện rõ yêu cầu tích hợp và phân hóa. Nội dung kiến thức trong sách có sự tích hợp giữa kiến thức chung về thể dục thao, kiến thức về y sinh học, kiến thức về sư phạm, kiến thức đặc thù trong từng môn thể thao tự chọn. Giữa các phần, các chủ đề lại có những sự đan xen, tích hợp kiến thức với nhau. Một số nội dung động tác ở phần vận động cơ bản được đan xen sử dụng khởi động ở phần thể thao tự chọn. Mặt khác, nội dung ở từng chủ đề lại được lựa chọn một cách khoa học với những kiến thức đặc thù riêng và được giới thiệu theo hướng gợi mở. Do vậy, học sinh trên cơ sở nội dung kiến thức giới thiệu trong sách có thể phát huy ở các cái mức độ khác nhau dựa trên năng lực vận động, khả năng tư duy sáng tạo trong tập luyện và vận dụng trong thực tiễn. Đối với giáo viên thì khả năng tư duy sáng tạo, năng lực, trình độ chuyên môn của giáo viên cũng sẽ quyết định tính hiệu quả trong sử dụng kiến thức được giới thiệu trong các chủ đề. Do vậy, kiến thức trong sách phù hợp và cho phép phân hóa được cả học sinh và giáo viên. Đặc điểm nổi bật thứ năm, các chủ đề bài học trong sách đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong đánh giá.
Nội dung các chủ đề trong sách được thiết kế theo hướng gợi mở, theo đó thì cũng đòi hỏi người giáo viên phải phát huy khả năng sáng tạo nội dung, phương pháp giảng dạy, mặt khác cũng kích thích học sinh hứng thú, sáng tạo trong quá trình học tập. Chính vì vậy, đòi hỏi phải đổi mới cách thức, phương pháp đánh giá không chỉ đối với học sinh mà cả người giáo viên. Theo cấu trúc chung, mỗi chủ đề đều gợi ý nội dung đánh giá trong phần mục tiêu, yêu cầu cần đạt và phần vận dụng của mỗi bài học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh giá theo từng nội dung, năng lực có thể thực hiện thường xuyên, liên tục trong toàn bộ quá trình học tập theo phân phối của chương trình môn học. Đặc điểm nổi bật thứ 6, hình thức trình bày đảm bảo tính khoa học, đẹp và phù hợp. Cuốn sách giáo khoa giáo dục chân 5 được trình bày theo các phần, các chủ đề, bài học. Mỗi bài học lại được cấu trúc thành các phần riêng biệt. Theo đó, mỗi phần đều sử dụng logo, màu sắc khác nhau, tạo hiệu ứng bắt mắt và phù hợp với nội dung của từng phần. Những điểm nổi bật về hình thức trình bày của cuốn sách được thể hiện cụ thể như sau. Thứ nhất là các phần trình bày được phối hợp sử dụng kênh hình và kênh chữ theo hướng ưu tiên sử dụng kênh hình. Mỗi chủ đề được trình bày với màu nền khác nhau, phù hợp với nội dung và môn thể thao cụ thể. Hai, các nội dung kiến thức đưa ra trong sách mang tính định hướng, gợi mở giúp cả giáo viên, học sinh phát huy được khả năng sáng tạo và linh hoạt trong việc thực hiện các nội dung môn học. Do vậy, các hình vẽ vừa mang tính giới thiệu, vừa mang tính minh họa gợi mở để giáo viên và học sinh có căn cứ sáng tạo thêm nhiều nội dung học tập, rèn luyện tương tự. Các hình vẽ học sinh trong từng chủ đề thì đều được tính toán tới sự cân đối về giới tính và sử dụng trang phục phù hợp với tập luyện và yêu cầu chung trong các giờ giáo dục thể chất. Kính thưa các thầy cô, các quý vị, trên đây là những nội dung giới thiệu, trao đổi ngắn gọn về một số đặc điểm chính nổi bật của cuốn sách giáo khoa giáo dục chất 5 được tiếp nối từ cuốn sách giáo khoa giáo dục chất 1, 2, 3, 4, bộ sách cánh diều. Hy vọng cuốn sách này sẽ được các thầy cô, các bạn học sinh trên cả nước tiếp tục đón nhận và sử dụng. Xin trân trọng cảm ơn.